xin giới thiệu đến quý bà con cái lô cốc thái mới vừa về Bình Tiên nha. Đợt cây dây lần này á, dịp rất là đẹp luôn nha bà con. Cây rất là đều, lá thì xanh mướt mượt mượt luôn á, bầu rất là chắc chắn luôn. Thì cây cốc thái mà Tiên đang quay cho bà con xem á, cây này được ươm từ hạt nha bà con. Thời gian cho trái của cây cốc thái này khá là sớm nha, sau khoảng 3 đến 6 tháng trồng nha bà con. Tùy vào điều kiện chăm sóc của mình mà thời gian cho trái của nó có thể chênh lệch một xíu nha bà con. Thì cây cốc thái này á, ngoài trồng ở đất ruộng, quý bà con có thể trồng được trong chậu luôn nha bà con. Cây cốc thái này được biết đến là cây ăn quả dễ trồng, thời gian cho trái sớm nên được nhiều bà con rất là ưa chuộng, và trái cốc nó ăn cũng rất là ngon nha bà con. Để biết thêm chi tiết về giống cây cốc thái này cũng như là những giống cây ăn quả khác, quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.